Mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Bữa nay Diệu Huệ chia sẻ cách chế biến món chưng nấm đông cô khô tại nhà. Món này rất là đa năng ha cô chú anh chị em và các bạn. Mình chế biến xong mình làm món né nè, hay là kho sả gì cũng rất là ngon. Sau đây Diệu Huệ chia sẻ nguyên liệu và cách chế biến. Ở đây Diệu Huệ có nửa ký chưng nấm đông cô khô. Diệu Huệ sử dụng một ít nước lạnh ha. Rồi mình cho vô cái nước lạnh này mình ngâm. Nếu như các bạn có thời gian á thì mình ngâm cái này qua đêm ha. Còn các bạn mà không có thời gian mình làm cấp tốc á thì bây giờ Diệu Huệ pha một ít nước sôi vô đây. Và mình chỉ ngâm 3 tiếng là được ha các bạn. Đó, nước nó nóng khoảng 50 độ như thế này nè. Cô chú anh chị em và các bạn lưu ý giúp Diệu Huệ là tuyệt đối không ngâm bằng nước sôi 100 độ. Nóng 100 độ là nấm của mình nó sẽ bị chai ha. Rồi nãy giờ Diệu Huệ ngâm thời gian được đúng 3 tiếng rồi nè, ra cái nước đen thui luôn. Giờ Diệu Huệ đem đi xả rửa ha. Mình xả rửa cho đến khi nào nước trong ha. Trong lúc xả rửa thì cô chú anh chị em và các bạn mình dắt như thế này để cho nó ra hết cái nước đen đen ha. Mình xả rửa khoảng 6 nước. Rồi Diệu Huệ rửa xong hết rồi. Bây giờ cái chân nấm này có nhiều cái nó còn cái gỗ nè. Mình gọt ha. Mấy cái đen đen này nữa nè. Rồi Diệu Huệ gọt xong hết cái chân nấm rồi, giờ mình cho vô cái túi đa năng này mình dắt nước ha. Nước rất nhiều luôn á. Nước quá khá nước luôn. Rồi Diệu Huệ dắt nước xong hết rồi, giờ mình cân coi được nhiêu ha. Cái rổ này là 150 gram này. 1 kg 2 yếu, mình trừ cái ráo này đi thì mình còn được 1 kg nấm. Rồi giờ Diệu Huệ bắt cái chảo lên. Mình cho dầu vô. Chảo nóng rồi mình cho nấm vô đây mình chiên. Mình chiên nguyên cây như thế này thì các bạn đừng có lo là nấm nó hút dầu ha, tuyệt đối không hút dầu. Mình chiên cho nó săn cây nấm lại. Rồi nấm nó săn rồi mình vớt ra ha. Mình vớt xong mình tiếp tục cho vô đây mình chiên cho tới hết ha. Rồi Diệu Huệ chiên xong hết luôn rồi nè. Mình dùng cái búa đập thức ăn với cái thớt. Đập cho nó ra sớ như thế này ha. Và các bạn dùng cái cối với lại cái chày mình cho vô, mình quét như thế này cũng được ha. Nói chung là phương tiện nhà mình có gì thì mình làm đó. Rồi Diệu Huệ đập dập xong hết rồi nè, giờ mình chuẩn bị nguyên liệu để mình nấu ha. Diệu Huệ có 2 trái dừa tươi nhỏ nhỏ, một ít gừng và một ít sả, mình nướng cho thơm ha. Một bịch sữa tươi, bạn nào cử sữa thì bỏ qua. Gia vị nêm thì muối, bột nêm. Các bạn thích nêm đường và bột ngọt thì các bạn nêm đường bột ngọt nữa ha. Rồi cái trọng lượng muối với bột nêm thì chút nữa Diệu Huệ nấu Diệu Huệ chia sẻ ha. Bây giờ cái gừng với lại cái sả này mình rửa xong rồi mình đập dập. Rồi gừng với sả mình rửa sạch và đập dập rồi ha. Giờ mình bắt cái nồi lên mình cho vô đây 1 miếng dầu. Mình cho cái đầu sả xanh với một ít gừng vô đây. Mình chừa lại một ít sả non ha. Mình xào cho cái sả gừng nó thơm. Sả gừng thơm rồi mình cho nấm vô. Cho nấm vô mình đảo cho đều. Rồi mình đảo sơ rồi mình nêm gia vị ha.
nêm như đây khoảng một muỗng canh muối lưng lưng ha các bạn. Và bột nêm cũng vậy, các bạn thích nêm đường với bột ngọt thì nêm ha. Cái này mình chỉ sơ chế thôi nên là mình chưa cần phải nêm đường vào ha các bạn. Rồi một muỗng nước tương, một muỗng nước mắm, khoảng một muỗng cà phê dầu hào thôi ha. Rồi tiếp đến là mình cho nước dừa vô đây, hai trái luôn ha các bạn. Mình cho sữa tươi vô luôn. Sau khi nêm nếm gia vị trộn cho đều. Và nấm mình nó hút khô quá thì mình cho thêm vô một ít nước sôi ngập nấm luôn ha. Nước xăm xắp như thế này là được. Rồi nước xăm xắp như vậy mình nấu cho sôi. Nấm sôi rồi mình giảm lửa nhỏ xuống ha các bạn. Giảm lửa nhỏ xuống thì mình nấu riu riu như thế này là 45 phút ha. Rồi nãy giờ Diệu Huệ nấu được 45 phút rồi. Nó cũng rút còn có ít nước nè. Và trong khoảng thời gian 45 phút á, thỉnh thoảng mình trộn để cho nó thấm đều gia vị ha các bạn. Rồi giờ mình cho cái phần xả với gừng lúc nãy mình chừa lại á. Mình cho cái xả non với lại gừng vô. Mình nấu trong vòng 10 đến 15 phút trong lửa trung bình cho nó rút cái nước lại là được ha cô chú anh chị em và các bạn. Diệu Huệ nấu tiếp 15 phút giờ nước cũng còn sệt sệt, bây giờ mình tắt bếp và mình bắt xuống ha. Quá xá hấp dẫn luôn nè. Mình để đây cho nó nguội ha. Cô chú anh chị em và các bạn thấy Diệu Huệ chia sẻ các món ăn chay ngon thì tặng like, bấm đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo các video mới tiếp theo, đón xem nhiều món ăn chay ngon hơn nữa. Rồi cái nấm nó nguội á thì mình múc vô cái hộp này, mình bỏ vô tủ đông. Và mình chế biến các món ăn ví dụ như là làm món né nè, nấu cà ri hay là xào xả ớt cũng đều rất là ngon ha. Cái món này á mình bỏ trong ngăn đông á thì mình ăn khoảng một tuần ha. Các bạn có thể để lâu hơn cũng được. Cái này giờ mình múc ra dĩa mình ăn với cơm cũng được ha. Các bạn chế biến lại thì nó sẽ ngon hơn. Rồi Diệu Huệ múc ra một dĩa rồi nè. Cách chế biến chân nấm đông cô khô của Diệu Huệ cũng đã hoàn hảo rồi. Diệu Huệ chúc cho cô chú anh chị em và các bạn ứng dụng chế biến món chân nấm đông cô khô này ăn ngon miệng. Video hôm nay Diệu Huệ xin được dứt ở đây. Thân mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Diệu Huệ tiếp tục chia sẻ nhiều món ăn chay ngon hơn nữa.